nó tròn tròn đến tận lúc 5 tuổi cơ. Thằng này sao nó tóp nhanh sớm vậy. Nhìn kiểu nó tròn tròn tí mình yên tâm ấy. Đúng rồi chị ạ. Ừ. Đây, ăn chị ăn rất được nhưng mà chị có cái gì đây. Ừ. Ai chả ăn mấy. Còi lắm. Con bé, à, con chị hồi bé to tròn rồi bây giờ đây như cái que vậy. Vậy như ừ nhưng mà chị bảo, chị cũng bảo nói chuyện với Dương bảo thôi thả vậy còn hơn là thả béo. Đấy kìa, như con nhà anh họ em kìa, nó mập quá rồi. Thương nhầy đây ăn chả láng cuộc đời mà mong nó ấy cũng chẳng ăn cho nó mập quá là sau lớn năm nữa ăn cứ phải kìm thả nó lại. Con cháu thì chị bây giờ đang có lớp 3 đây mà ăn để lên cân không cho ai xem hết xấu hổ. Vâng rửa tay cái gì nhau đấy. Đóng rồi kìa.